ở phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng của ở bên Trung cộng đó, họ cho biết là họ bắn thử đạn mà không có mang um, cái cái thiệt hại, nhưng mà họ nhắm, họ nhắm vô những cái bộ nơi mà họ sẽ tấn công, họ thử, họ thử trước quý vị. Tức là những cái đợt mà pháo kích và họ dội bom thì không mang đầu đạn nổ thôi, nhưng mà lại nhắm mục tiêu chúng vào trong những cái vị trí chiến lược và phòng thủ đây là phái một nhân của bộ quốc phòng và trung cộng họ cho biết như vậy đó là họ đánh phủ đầu chưa tới một tiếng đồng hồ họ có thể sang bằng tất cả các lực lượng mà bảo vệ cho đài loan họ, họ cho biết như vậy thì hiện nay họ bắn đạn thử là bắn như thế nào vì biết rằng lại trên vệ tinh thì cái đài loan là một cái đảo rất là nhỏ mà nó sát với cái cái, cái dãy mà nó gọi là eo biển đài loan đó đó thì họ bắn thử rồi họ vừa thả bom họ vừa pháo kích vào những cái ở trên đó họ thấy mà những lực lượng quân đội của đài loan họ phòng thủ như thế nào thì họ bắn thử mà bắn thử này nó không có mang những đầu đạn sát thương nên do nó gây căng thẳng và bên hoa kỳ quốc hội hoa kỳ đã cử thêm một phái đoàn thứ hai nữa đến đài loan mấy ngày trước chúng ta thấy rằng là, là có một phái đoàn của các vị dân biểu bây giờ có một số các vị tại thượng viện hoa kỳ cũng đến đài loan À, để ủng hộ về lập trường là bảo vệ chủ quyền của đài loan và cũng kêu gọi rằng là, là bên trung cộng nên hạ nhiệt không nên gây căng thẳng quá ở ngay eo biển đài loan à, đó là chúng ta thấy rằng là lý do tại sao mà ở quốc hội đó, đài loan đó thì họ gọi là nhẹ làm êm dịu cái tình hình như vậy tức là họ, họ cho mấy ông đầu tư đi à, để giảm bớt chiến tranh đó là nhưng mà người dân đài loan họ không đồng ý họ phản đối